Hôm nay tôi ăn gì? Tập 5. Nay tôi sẽ dẫn mọi người đến một quán buffet kem rẻ nhất Hà Nội. Không phải 39k mà là 30k. Thì lâu lâu chúng ta đổi gió một tí. Đấy, một tuần thì tôi sẽ dành ra một buổi để ăn chay. Với mục đích là để cân bằng dinh dưỡng cũng như là tích đức cho đời. Quán này là quán buffet chay, đầy đủ các loại món luôn. Tưởng là có mỗi mình tích đức, hóa ra ở đây còn rất nhiều các bạn sinh viên khác cũng đến ăn. Bởi vì giá của nó chắc là rẻ nhất Hà Nội rồi. Tuy rẻ nhưng mà quán decor siêu khủng luôn. Chỗ để xe thì siêu rộng rãi. Vào trong thì không gian này còn rộng hơn. Trần thì ốp toàn trần gỗ. Tất thế màu chủ đạo quần gỗ gỗ xanh xanh, rất chi là Vegas table. Đấy, ăn chay tịnh tâm xong thì chúng ta làm tí hoa quả để tráng miệng. Xong rồi chúng ta sẽ đến cái nhân vật hot nhất, đó chính là buffet kem Harley Down chỉ với 30k. Kem ở đây cứ phải gọi là đầy đủ luôn, đa dạng tất cả các kiểu con đà điểu nha mọi người. Ăn phải gọi là tha hồ, ăn trăm cái kem cũng được, miễn sao là mỗi người chỉ mất có 30k. Rẻ không? Quá rẻ luôn. Kem thì từ ốc quế đến mochi, kem dừa cũng có. Nóng nực mà vào cái quán này đúng là thiên đường. Thứ nhất là không gian cứ xanh xanh, cảm nhận mình đang ở trong cái không gian toàn cây là cây. Xong rồi có cái thùng kem này thì nó cứ phải gọi là đánh bay cái lóng luôn. Và cái quán siêu rẻ như này chỉ có tôi biết rồi. À suýt nữa thì quên nhá. Địa chỉ ở đây nhá. No quá đi về rồi. Và giờ thì bye bye.